Hello anh em thì hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái phần mềm phần mềm mình gọi là phần mềm react nhá thì cái phần mềm này á thì nó chuyên là giúp cho anh em là nhất là là chúng ta có thể tải các cái video từ trên các cái kênh khác như là YouTube hay là Tiktok gì đó để đẩy lên trên Facebook như chúng ta có thể đẩy lên trên Facebook profile này uh, fanpage hay là group nhá thì đây cái công cụ mình mới mua đây nó có giá là 400.000 một tháng và một triệu rưỡi một năm anh em ạ của cái team là À, gọi là DHB đấy. thì cái tin này thực ra là mình cũng biết mấy anh em trong này khá là lâu rồi thì uh, uh, cũng đã sử dụng cái tool này rất là nhiều lần rồi. thế nhưng mà bây giờ thì hiện tại thì mình đang có nhu cầu sử dụng lại ấy, thì mình uh, uh, tiện thì mình sẽ review cho anh em xem luôn. thì đây là cái giao diện của nó này. Uh, trong này thì mình thấy là thứ nhất ấy, là cái giao diện của nó rất là dễ nhìn. thì mình rất là khoái màu xanh, anh em ạ. giao diện nó rất là dễ nhìn. là nhất thứ hai ấy, là cái cái cách sử dụng của nó, cách sử dụng của nó rất là dễ, đơn giản là vì thứ nhất là nó có tiếng việt. cái thứ hai ấy, là cái giao diện rồi mọi thứ của nó rất là như kiểu là thân thiện với người dùng ấy anh em à, và mình chạy thử thì mình thấy là cái à, tức là nó không có sử dụng quá nhiều tài nguyên máy tức là chạy nó cũng khá là nhẹ ở trong này thì anh em có thể thấy là ở trang chủ nhá thì chúng ta sẽ có chế độ này à, mà cái là chúng ta lưu giữ được này lưu thành những cái profile những cái dự án khác nhau này trong cái phần cài đặt chung này thì chúng ta có thể nhét cái tài khoản cái token của facebook vào trong này đấy à, cài đặt tải lên thì chúng ta có thể lựa chọn một số cái trong này luôn nhá rồi cài đặt chung này sau đó thì đến cái render này thì cái tool này nó có chức năng là anh em tải view từ một cái kênh chẳng hạn như là mình anh em đang nhìn trên màn hình đây là mình tải cái view từ trên cái kênh tiktok của mình về thì nó sẽ có thêm một chức năng anh em có thể nhìn thấy chỗ này thế là một là download này tức là download không này hai là download xong đó thì render lại này Ba là download, render và upload này. Đấy render tức là à, anh em tải video về ấy, thì nó sẽ chỉnh sửa cái video của mình. Đấy theo một số các cái mà mấy bạn đã cài sẵn như là thu nhỏ lại này, full màn hình này, âm thanh này, thành uh, video mp3 này, tức là chuyển từ video mp4 thôi, chỉ thành thành âm thanh thôi. À, cắt và và sửa cái mã MD5 này, à, sửa bằng uh, fmg này, convert này, uh, vòng lặp video này, đấy, 11 này. Để cho mạng xã hội này thì cái việc render này sẽ giúp anh em tránh được cái vấn đề liên quan đến bản quyền anh em ạ khi mà mình mang một cái video từ chỗ này qua chỗ khác ví dụ như hoặc là chúng ta lấy một video từ một cái page nào đó thì nó sẽ rất là dễ bị bản quyền và cái điều này nó sẽ làm cho cái page chúng ta nếu anh em chạy anh em làm kiếm tiền bằng video thì anh em sẽ không là bật được cái nhất cái thứ hai là bị gậy nhiều thì có thể dẫn đến khóa hoặc là xóa cái, cái nó khóa luôn cái 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 fanpage của anh em nên anh em cần phải render thì trong này nó có rất là nhiều cái tùy chọn render thì bản thân mình là một cái thằng mà mình đã từng làm uh, react YouTube rồi á mà đi YouTube thì những biết là một cái kênh rất là mạnh về bản quyền thì mình thấy là trên này á trên cái tool của các bạn ấy, thì hầu hết là đã có những rất là nhiều những cái chức năng để chúng ta có thể render được rồi. Ở đây thì mình nhìn thấy vụ như là chúng ta có thể là thiết lập từng cái profile riêng một đấy. dụ như là anh em tưởng tượng là sẽ có những cái nội dung mà cái bản quyền rất là cao thì anh em phải render rất là nhiều. Đấy, có những cái nội dung thì anh em biết là à, nó ít thôi. chỉ theo cấp độ á thì anh em render vừa vừa thôi. Thì nó đỡ hư mất cái view của mình. Đấy, ở trên này thì nó sẽ có này kết xuất âm thanh này, cắt này, viền này, lật này. Đấy, anh em tưởng tượng. Là anh em hay xem mấy cái mấy em làm cái pet review phim á thì anh em thường hay có kiểu là một lần đấy, để lách con quế nó lật từ bên trái qua bên phải ngược lại hoặc là anh em chỉnh màu tức là những cái màu ví dụ như máu máu me chẳng hạn thì chúng ta sẽ chỉnh thành từ màu đỏ chuyển sang màu xanh nữa thì nó sẽ bớt thì máy nó không quét được hoặc là những cái cảnh giống như kiểu là hở hang ngày 18 cộng thì các bạn có thể làm mờ che lại thì đây chúng ta sẽ có kích thước vị trí nói chung là độ mờ này đủ thứ trong này luôn ánh sáng khung hình mình thấy là rất là đầy đủ ở trong này thì nó có chỗ để chúng ta có thể xem được chèn được background rồi là những cái logo thứ chúng ta ở đây thêm intro outro thêm cái video uh, Giống như kiểu là bấm subscribe ấy, kiểu đó là một dạng video nhá thêm hình ảnh này các loại bộ lọc này, chữ text này chữ chạy này Nên mình thấy là rất là đầy đủ rất là nhiều loại anh em có thể render ở đây full màn hình này âm thanh này đấy. mỗi một loại thì các bạn đấy đã setup sẵn cái hệ thống render rồi đấy, chẳng hạn như là con này đấy. À, từ từ hình vuông Tức là đây là cái kiểu con vớt từ từ tiktok qua youtube này đấy. À, còn cái loại này đó là một một này, tức là từ youtube qua facebook thì chúng ta sẽ chuyển thành một một và thêm chữ ở bên trên bên dưới nếu anh em làm nhiều thì em sẽ biết đúng không ok thì đấy là cái tính năng mà giúp chúng ta có thể render được ở trong cái tool này luôn nhá yeah. trong này chúng ta sẽ cài mật khẩu đổi mật khẩu thì đây là một cái tool cũng rất là mình thấy rất là thích bởi vì là nó đăng nhập bằng hệ thống mật khẩu thì, chứ không phải là cái key thì uh, hệ thống mật khẩu tức là anh em bốc từ máy này sang máy khác anh em đổi máy các thứ nó rất là dễ dàng đấy cũng là một cái điểm cộng rồi có hệ thống delay này À, một cái điểm cộng nữa cho cái tool này đó là có hệ thống luồng đấy, tùy máy yêu máy khỏe, ví dụ như mình có con máy server ở dưới này chẳng hạn, Bên, hiện tại thì nó đang bị lỗi nhưng mình không dùng, à, thì mình có thể chạy được 8 luồng, thậm chí 16 luồng, thậm chí nhiều hơn để cho cái tốc độ sử dụng uh, sử dụng tool đó, tốc độ chạy tool nó nhanh hơn vù vù, vù luôn. À, trong này thì anh em thấy là khi mình nhấp vào cái tài khoản đây, thì nó sẽ có hiển thị này, tức là cái profile của mình này, à, rồi là các cái fanpage của mình này, à, mình có thể bấm hiển thị nhóm nhưng mà đây mình không bấm bởi vì nó rất là lag. khi mà mình làm video anh em xem thì em sẽ khó khó xem rồi ở bên chỗ cài đặt này thì mình sẽ có rất là nhiều tùy chọn chúng ta có thể lấy uh, view từ rất là nhiều các nguồn khác nhau từ uh, từ gọi list text này list danh sách này rồi là từ youtube, keyword, rồi, uh, diamond, facebook này Đấy. Rồi, rồi là tiktok này uh, tiktok trung quốc này Đấy. Đấy là số lượng video mình cần lấy chẳng hạn như đây là mình mới chạy xong là lấy uh, 500 video từ chính cái kênh tiktok của mình À, anh em ấn uh, anh em dán kênh tích linh rồi đây anh em ấn vào thêm là nó sẽ tự động nó sẽ hiển thị một danh sách tài khoản dưới này à quên danh sách các cậy view sau đó anh em lựa chọn chỗ lưu và lựa chọn cái uh, cái việc cho cái tool này đây là mình mới lựa chọn nó là đau thôi còn bình thường uh, nếu anh em muốn làm nhiều thì mà anh em có tốt rồi á uh, hiện tại thì mình chưa có tốt render để biết được là nó có lách được hay không nên mình đang test thì nếu mà anh em biết rồi thì anh em sẽ download cộng render hoặc là download render và upload luôn để thì rất là nhanh anh em có thể sử dụng cái tool này vứt lên trên vps nhé vớt lên vps thì tốc độ chạy cũng nhanh hơn và chúng ta có thể cắm được cái tool này chạy cả ngày cả đêm được nhé ok thì à, mình đã làm một vài sản phẩm rồi mình thấy cũng khá là ok tải về rất nhanh như thế. đây là view mình tải về anh em thấy không Đấy, thì bây giờ mình sẽ sử dụng số view này để mình quẳng lên trên fanpage anh em ạ mình đang thì mang DF như vậy, tôi từ từ nói là RF nhưng thực tế là vẫn là view của mình thôi chứ không phải ăn cắp nhá. OK, thì uh, cho này có thêm chức năng đó là tự động tắt máy, uh, thông báo lỗi. Thế thì đấy là những cái uh, chỉnh sửa đây. Đấy, chỉnh sửa chữ các thứ này, đảo ngược này, uh, chỉnh sửa ảnh thu nhỏ này, uh, đặt lịch này, đấy, đặt lịch để đăng. Uh, trợ giúp thì ở bên này mình thấy là các bạn có sẵn những cái group hỗ trợ này Facebook hỗ trợ này website hay là uh, những cái liên quan đến sự hướng dẫn đó, thì khá là chi tiết thì mình thấy là uh, ok mình đánh giá đây là một cái tool khá là cao nếu mà để mà tính điểm thì chắc là uh, 8 8 trên 10 đấy đương nhiên là vẫn còn một những cái trường hợp như là giật lát hoặc là bị đít bị văng cái điều này chắc là mình nghĩ là không phải tránh khỏi được bởi vì là do tùy từng máy từ từng thiết bị của anh em á nhưng mà mình thấy là cái việc mà anh em hỗ trợ support cũng khá nhiệt tình. nhắn tin trên fanpage hầu hết là anh em đều có thể rep và trả lời mình ngay tức được. Đấy là những cái điểm cộng mà mình thấy là cái tool của mấy anh em làm rất hay. Thì anh em mấy anh em bên này thì còn ngoài cái việc mà phát triển mấy cái tool liên quan đến Facebook nó thì còn TikTok, YouTube nhiều lắm anh em ạ. Thì nếu mà có thời gian điều kiện thì mình sẽ đi review thêm những cái tool mà liên quan đến mà ô kinh doanh hoặc là bán hàng. Thì anh em mà cần review những cái tool cụ nào anh em có thể comment bên dưới, mình có thể bỏ tiền ra mình đi mua và review cho anh em. Biết đâu tìm được một vài cái tool ngon, ngon để sử dụng nhỉ yeah, Ok Bye bye anh em nha Hẹn gặp anh em ở một cái video tiếp theo nha Bây giờ thì mình sẽ làm việc tiếp Bye bye